các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video là thử làm nhà bằng phao trên sông nha các bạn. Nói chung là mình sẽ làm một căn nhà ở trên một chiếc phao và xuống dưới sông thử khách 24 giờ với đó, thử coi nó có chìm phao hay cái gì sẽ gai không nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái nhà phao. Đây xong rồi mấy bạn ơi. Làm từ trưa giờ cuối cùng cũng xong. Đây mình thiết kế nó giống như một cái hùng xốp dưới nước hơn là cái nhà nha mấy bạn. Tại vì không đủ xốp á nên mình làm đốc bằng luôn. Mình dán băng keo kín hết luôn rồi nè. Đó, bốn mặt gì là mình dán băng keo hết luôn rồi. Có một cái mái che đưa ra nè để đỡ tạt nước nè. Đó, bên trong là như vậy mấy bạn, bên trong là chỉ đơn giản là bốn cái vách tường vậy thôi. Đó, như là cái phao. Ok, bây giờ mình sẽ đem ra sông thả xuống thử coi nó nổi hay không nha. Từ đây tới đó bao nhiêu xa anh? 10 phút. Chỉ 10 phút thôi chứ về. Đồ
mệt quá trời quá đất luôn mấy bạn ơi. Giờ hạ xuống thử coi có nổi không nữa hay là hạ xuống rồi chìm. Đi từ từ nha. Làm xuống xuống rồi. Hay là cho hai mặt xuống luôn. Đâu dính dấu lên nè. Đèn xuống luôn. Xuống luôn à. Thấy xuống mẹ sắt gì nữa. Kéo lại đi luôn à. Đây đây lần này là bước vô thử coi. Ok, mình sẽ chu vô thử coi. Có được hay không cái đã. Đấy, nhớ chu vô không được. Để cái giọng vô vô cũng được. Được rồi nè. Bây giờ sao? Vô giờ luôn rồi. Ok, anh sẽ đi ra giữa sông thử nha. Sao anh quay vòng vòng vậy? Này chắc hả tự do nó không bơi đâu bơi thôi chứ biết sao chèo luôn á. Để làm cố gắng tập chèo coi. Vô lấy cái đó mới được á, ngon á. Vô lấy cái đó rồi. Ôi biết chèo rồi. Thôi vậy nè. Từ từ. Để vô luôn cho coi. Sao thấy giống anh đi tại chỗ à? Ừ, chèo hay lắm, ra xa luôn kìa. No. Hả? Này có cần câu cá đó là vô phẹt luôn. Vô hẹt á. Này chạy đúng phơi luôn á. Nè. Thấy chưa? Nãy mới gọi là chèo nè. EZ chưa? Dạ nhá. Wow. Công nhận là cái mẹ chua phê dừa này kèo rất là phơi. Các bạn dễ chèo hơn cái cây để chèo đâu được đâu. Để làm thử biểu diễn ra ngoài sông luôn nha. Đây hiện tại mình chèo dưới cái đám rau muống các bạn ơi, hết đi được luôn rồi.
có ốc luôn nè. Mệt cực kỳ luôn. Kéo vô, kéo vô. Ok. 5 cân, thường 5 cân. Ý. Lụm được viên đạn nữa các bạn. Để mình rửa sạch nha. Lụm được viên đạn, còn đầu đạn luôn, chưa bắn luôn nè. Quá hên, quá hên. Trong đây chắc hút nó bị vô nước á, được quá. Nói chung là còn nguyên cái đầu đạn luôn các bạn. Và túi luôn. Thôi vậy mình kết thúc video tới đây nha các bạn. Video hôm nay là mình làm thử cái nhà phao và cho bơi thử dưới sông coi kết quả thế nào. Kết quả là nãy giờ mình chèo thử là nó vẫn chưa chìm, nên video sau là mình sẽ thử thách ở dưới sông trên cái nhà này là 24 tiếng luôn nha các bạn. Chứ giờ là mình chưa đem đồ ăn gì hết. Nói chung là video hôm nay là mình chỉ thử thả nó xuống sông thôi. Bây giờ mình sẽ kêu thằng đại mình về lấy đồ ăn, nước uống gì đồ để dành cho mình thử thách 24 giờ dưới đây luôn. Video hôm nay là mình sẽ cho thằng đại mình nó chỉnh sửa cho các bạn xem là chỉ thử thả phao thôi nha. Các bạn xem video đấy hay thì bấm like và chia sẻ video này giúp mình để mình có động lực thử hết 24 giờ dưới đây nha. Tạm biệt các bạn.